Chết, ai bảo cái tội si gái. Anh Kiên ơi. Ơi đây. Em hết sữa uống rồi. Em cứ chọn đi, nay nữa chọn ra đây rồi anh thấy. Nhưng mà anh chọn cùng em. Bây giờ chọn sữa nào nhỉ? Sữa nào em thích em chọn, sữa nào thì cũng được. Cô này, cái sữa này nè. Sữa gì đấy? Sữa thêm cho bà bầu ạ. Thôi chị ạ, à, em thấy đắt lắm. Chuyện này, mắc lắm chị. Thôi em thích em cứ lấy thôi. Nhưng mà à, em thấy ở mấy quán tạp hóa nó cũng 300 mấy. 300 mấy nhưng mà nó hàng giả. Chị thích thì em trong đây hàng thật cơ. Bởi vì bây giờ là cái bầu của chị là anh Kiên, là của anh Kiên. Cho con anh Kiên phải những điều tốt nhất không? Thôi em nói. Thôi. Thôi em cứ lấy đi, kệ chúng nó nói kệ cho nó. Chứ bây giờ thật ra là em uống cho con em chị, em uống cho em đâu. Anh biết rồi thôi. Thôi em không nói chị như thế nữa. Em thích ăn nhiều thứ lắm. Ăn gì em cứ lấy đi xong là mua. Em mua mấy cái bánh gạo chị. Cái này cực tốt cho bà bầu luôn. Mua nhá. Quả gì đấy? Quả mắc ca ạ. Quả này bà bầu ăn ngon, ăn tốt lắm. Toàn đồ đắt. Cái ốc chó này, ui. Cái ốc chó này cũng ăn ngon. Có mỗi có hơn 100.000 một túi bán, mà. Em thấy ở kia bán rẻ. Bán rẻ kệ người ta. Em muốn không? Em lấy đi. Lấy nhá. Hay là lấy mấy gói luôn. Chị lấy nhiều thì ăn hết làm sao được. Thôi chị phải ăn dần chứ không là mai kia rửa trời lại chị không lên được. Không ăn hết đâu chị ạ. À. Nói về phí phí là ăn nó lại chán chị. Vậy, sướng đấy. Em thích ăn gì đâu? Em đang xem còn cái gì nữa không? Bảo hay là thôi bây giờ mình đừng đợi ở ngoài ấy. Em thấy không? Tôi đợi ở ngoài nó chẳng đảm bảo gì đâu. Ăn mấy cái này đắt một chút nhưng mà nó đảm bảo hơn ấy. Thì nên bây giờ anh bảo mai em thích ăn thịt đi. Thì mai anh đi mua thịt về xong rồi anh nấu cho em một bữa ngon hơn. Thôi, chắc là anh tiếc tiền với em à? Không phải tiếc tiền, bây giờ em mua cái hộp thịt này đúng không? Nó bé xíu à mà ăn được có vài miếng. Nó đâu đảm bảo chất lượng đâu. Nhưng mà cái này là của siêu thị chứ còn ở bên ngoài mua thịt lợn ở bên ngoài biết đâu mà thích ăn đấy. Thì đi em lấy đi. Em bảo sao em không bảo anh để anh mua ở ngoài đường ấy. Anh thấy người ta bán thịt mình làm vẫn đảm bảo hơn. Ở ngoài với cái này nó khác gì nhau, nó đều là một con lợn thôi. Khác hoàn toàn đấy. Ở này chắc nó chất lượng bằng ở trong ở thịt ở ngoài. Ôi. Anh kia rồi. Sao lại giờ em mua hai nó cứ nhàng nhàng thế nhỉ? Các em nó nói gì nên tin. 24.500 đồng 1 kg. Áp dụng từ ngày 8 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Dâu Hàn Quốc thơm ngon bổ dưỡng, giá trị 199.900 đồng một hộp 250. Còn ăn cơm chứ sao ăn cháo này? Đây này, bây giờ chị không mua cháo nữa, lấy cái này ra lấy cháo cũng được. Chị đổ cái này vào chung với nhau chứ đi ăn. 900 đồng 1 kg. Anh Kiên ơi, hay là mua mấy cái móc này luôn về, mấy nữa mình để em bé mình cần mua ấy. Mày to nó không vừa đâu, em bé nó lại khác cơ. Em bé lại sơ sinh cơ mà. Lại loại sơ sinh ấy, lấy loại sơ sinh của em bé cơ mà. Nhưng mà ở đây không có nhỉ? Không có. Mấy người nó để anh sắm sau con anh cũng được. Bây giờ em cứ ra em xem những cái đồ ăn uống đi, em còn những cái đồ này để anh sắm xong được mà. Con này đi về đi. Bây giờ mình nói chị đi, chị tự đoán sao? Mình toàn mua đồ đắt thế không? Bây giờ chị muốn ăn đi kệ chị chứ. Ăn nó phí phải đi. Tại chị thấy ít một thôi, chị mua rồi lắm. Bây giờ anh hứa anh chở chị đi chú thị rồi, bây giờ chẳng lẽ không mua. Anh kia ơi, hai mua thêm một hộp sữa nữa nhá. Em mua lấy mấy hộp luôn. Mấy hộp luôn, đỡ lần sau đỡ phải mua.
dịch giãn các thứ mình không đi được nhiều ấy, hay muốn thôi chị ơi, một hộp này uống còn chưa hết đây này. Nhưng mà chị chỉ sợ là cái này chị uống ngang lắm, một hộp bình thường á. Một ngày uống hai lần chứ mấy. Một tuần là hết rồi. Thế bây giờ đang dịch giãn thế, em bắt chị ăn đây tiếp hả? Anh kia vất vả ấy. Em lấy luôn, lấy mấy hộp. Lấy luôn 5 hộp nhá. Chị lấy lâu, sợ nó hết hạn đi chị. 5 hộp tính ra mất có hơn 5 triệu một tí. Nhưng mà nó để lâu nó hết hạn, chị uống không chưa uống đến nó hết hạn. 5 hộp mất có 5 triệu thôi mà các em cũng nói chị nhiều chứ chị thích. Hết cả tháng lương thôi. Thôi em kệ chị đi. Chị thích uống thì chị uống cho bầu, cho con của anh mà. Thôi 2 hộp cũng không được, không là mọi người bảo là em... Ở đây anh lấy cho thêm 1 hộp nữa không? Không sợ. Mọi người nói nhìn nó... Được chưa? Hai đứa thấy không? Hai đứa thấy không? Anh kiên chiều chị chưa? Đi từ bàn phải thả cái xe đó nhỉ? Chạy đi, đừng nói. Anh đi rồi. Khẩu trang. Này để lâu nó ấy. Tạm áng ngay là mình thiếu gì chị? Không mà chị thích cơ. Trong đây nó cho nó đắt về. Trong đây chị thấy giá vẫn thế mà. Đắt hơn 50 nghìn. 50 nghìn đi. Thôi ơi, lấy thêm xe nữa đi, xe sao không đủ ấy, bởi vì chị còn chọn mấy đồ nữa cơ. Thôi thế này thôi, cũng phải. Em lấy thêm cho chị một xe nữa đi, lấy thêm xe nữa vậy. Hay là ra bây giờ chọn đầy xe này rồi, thôi mày Lam ơi, cứ chọn đầy xe này xong là mình ra mình thanh toán rồi là mình lấy xe khác. Không, lấy luôn xe khác, em chọn luôn. Bây giờ em cứ nhật, em chọn đầy xe này đi đã. Em đấy, em chọn đấy đi, anh nhìn đấy cho. Em chọn đi cho. Chị lấy nhiều thế. Chị thích ăn. Bởi nhưng mà chị lấy này thì ăn làm sao hết được. Này là ăn được mỗi một tuần thôi. Ăn này của anh em. Thì ăn này kể cả vì ăn nó không chịu được. Không phải phá sản. Chị nhồi nhét bao nhiêu thứ này vào trong bụng xem ai chịu. Thôi thôi, giả hết đi. Không phải giả đấy, con em bảo đấy thì mua đi. Đi mua, bao giờ hết lại đi mua. Chị cứ mua đồ, chị mua cho con, cho cháu các em vào trong bụng thì chị có em, mua đi. Em biết là mua cho cháu. Mua vừa phải. Mà cháu và các em đòi ăn đấy. Hay thôi chị bảo, anh Ken ơi. Ơi. Đấy. Thôi em không mua nữa đâu. Sao đấy? Nãy giờ em chọn một tí đồ thôi mà. Nên em mới mạnh thế thôi, người em ấy. Thôi. Nhà làm sao đấy? Em anh đâu em phải bảo chị ra mua thôi, mua ít đồ lại. Thôi sau hết phải đi mua. Thôi giả lại hết đi. Thôi kệ chị đi, bây giờ chị mấy khi chị đi siêu thị. Thấy chị cứ chọn tiếp đi, còn em đi cùng em lấy đồ. Chị được hôm chị đi siêu thị chúng mày cào nháo nhở? Em mua đi, kệ đi. Thôi bọn em xin lỗi đấy, chị đi mua đi. Em đi nhá. Em mua đi, chị đi mua đem ra em lấy xe.